Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Hôm nay bọn mình quyết định làm một cái video liên quan tới những cái thể thao SEA Games. SEA Games có những game như là cầu lông nè, bia nè, rồi nhảy xa nè. Nhảy xa có gì đâu đặc biệt, đánh cầu thì cũng chả có gì đặc biệt, cho nên chúng ta quyết định chọn trò chơi đấm bia nha. Mấy đứa hồi nhỏ tới lớn đây có đứa nào đấm bia chưa? Chưa. Vậy ngày hôm nay có hứng thú chơi bia hay không hả? Chắc của em ngày nào cũng đánh bia hết, nhưng lúc nào cũng thua. Có nhiều người bảo là đấm bia là một cái hành động không nên. Các bạn đừng quên, tôi nói cho các bạn biết, bia nó cũng là một trò chơi được quốc tế này công nhận một cách rất là lành mạnh. Đó, người ta ai muốn chơi thì chơi thoải mái, lâu lâu chơi để giải trí. Hơn nữa, chơi bia mang 10 lợi ích rất là đặc biệt, trong đó là cải thiện não bộ, làm chậm đi quá trình lão hóa và tăng khả năng tập trung, và tăng khả năng phối hợp giữa mắt và tai, tăng sự thông minh, linh hoạt trong đầu óc nữa. Thì ra chơi bia lợi ích như vậy. Chơi game có lợi ích gì đâu, anh nói thử rồi. Ây da, xây nhà mà để cái cột đây chi ạ? Cái trò chơi nào mà quốc tế người ta tổ chức có cuộc thi thì cái trò chơi đó cũng có lợi ích hết trơn. Nhưng mà có những người lạm dụng cái trò chơi này quá, trốn vợ trốn con đi đấm bia, cá cược hết tiền đi về nhà bị vợ chửi, bắt đầu đổ thừa sang do chơi bia, rồi bắt đầu học sinh thì ghiền bia, bạn bè rủ rê trốn học để chơi bia, rồi bắt đầu bị nhà trường máng vốn về gia đình, bị mẹ chửi thì lại đổ thừa là do cái ông chủ bia mở tiệm. Cái gì mà vô duyên dữ trời. Để mà thử cảm giác lần đầu chơi bia như thế nào thôi, chứ không có mang cái thông điệp là khuyến khích các bạn chơi theo ha. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau lên đường đi tìm cái quán bia gần nhất để chơi cho các bạn xem nè. 5 minutes later. Chó này thư dữ, nó đi tới nhà của nó chơi thục bia mà làm gì sủa khách hoài. Sủa hoài. Chúng ta cùng nhau đánh bia lỗ đi, chứ bia phân không biết đánh đâu. Lần đầu tiên đụng vô được cái bạn bia nè. Đó, thấy người ta chơi trên mạng bia thấy thục dữ lắm, hay lắm, mà không biết ở ngoài đời này thục làm sao đây nữa. Không biết có dễ như khi coi không? Thì ra đây chính là cái bao để đựng bia. Cái này đựng cá là ngon luôn á. Rồi, Ngọc chọn chưa? Da đen chọn chưa? Dạ, em chọn rồi anh Vinh ơi. Tới tôi cũng nên chọn một cây cơ cho mình đi các bạn, cây này đi. Em cây này đấy. Ủa? Cây này cây gì vậy hả? Dạ, cái chậu bia anh Vinh. Dạ, bước đầu tiên là sao anh Vinh? Gom mấy cái trái bi này lại để vào trong cái khuôn cái đá. Đây, đúng rồi. Lấy trái trắng ra, đưa cái khuôn để ngay đây nè. Người ta đã vẽ sẵn cho mình rồi nè. Còn sót lại một trái nữa. Trời ơi, cái trái còn lại là ở đây nè. Nhưng mà bọn em chưa hiểu quy tắc chơi. Giới thiệu cái cách chơi cho các bạn biết luôn nha. Mấy đứa nghe nha, anh chỉ nói nghe một lần thôi. Ở trong mỗi trái bi đây đều ứng với một cái số điểm tương ứng, thấy không? Trái số 10 nè, trái này là trái số 4 nè. Thì khi cưng lấy cái trái bi trắng đó, cưng thục trúng những cái trái bi này, lọt xuống cái lỗ này, thì như trái bi nó số 10 đây, cưng thục trúng nó, lăn xuống dưới này thì là cưng được 10 điểm. Để mà coi đợi mày cầm cự được bao lâu. Wow. Thì lợi hại quá đi á hả? Quầy vậy? Anh đang cầm cái gì vậy? Thục bi da thục bằng đầu ngõ hả? Ngã tưởng là đầu bự. Đúng là không ai xài bằng thằng ngáo. Đánh bi da phải đeo bao tay, dù không biết đánh cũng phải thể hiện. Rồi bây giờ ví dụ như cái tay cưng để trên bàn này đi, thì cái tay mình sẽ để như thế nào? Cái tay để cái gì vậy? Càng cua hả? Càng cua chấm nước mắm hay gì vậy? Thục là thục như vậy nè, mà để tay lên bàn làm cái gì? Trời ơi, các bạn thông cảm nghe, thằng này ở nhà nó đâm cá quen rồi. Cái cơ mà khi chúng ta để trên cái băng này thì cái tay của chúng ta sẽ như thế này nè. Cái tuyệt chiêu này gọi là móc cua lông chỗ thủ. Và khi mà cái trái bi nó xa quá, chúng ta phải để cái tay như thế này. Nó gọi là càng cua chéo ngoẩy. Anh ơi, ví dụ mình lấy cái này mình thục mấy cái này nè, mấy cái này nó không vô lỗ mà cái này vô lỗ sao anh? Thì cưng sẽ bị trừ 10 điểm. Đầu tiên là bạn Ngọc sẽ mở màn nha. Thục mạnh lên Ngọc. Trời ơi, anh thục mà trái bi lăn muốn không nổi luôn á. Mày thục trái bi gì yếu gì vậy Ngọc? Thục đi Thanh ơi. Thục trái 14 Ngọc ơi. Anh
thuật trái 14, trái 14 không vô mà trái anh lọt hô. Tao lại mày luôn nha rồi, không có điểm mà còn trừ nữa. Trừ mừ. Thuật đi. Wow. Ghê chưa, đánh tiếp. Đúng bi cảnh trên. Đụng bi là hết bi. Tại vì cây cơ một khi chạm vào bi trắng là tính liền. 14. Thôi rồi, xét bằng khó thuộc lắm các bạn ơi. Trừ 10 điểm hồi nãy còn có 2 điểm mà. Đây trái bi này rất là dễ nha mọi người. Gán thục nha. Với gì ta? Kế bên bên luôn, thục cho nãy đây lọt đây rồi. Thục. Thằng này nó thục vô lỗ không mà nó làm ghê vậy ta? Cho bụng tao làm cái gì vậy hả? Trời ơi, tức quá. Ủa đâu mày bị gì đâu? Mày thục không chú, mắc gì mày phải đạp cái chân tao? Hả? Thục vào trái 15 nha các bạn. Khéo quá Ngọc ơi. Tôi trái số 10 cần Ngọc nghe hướng luôn đó. Đâu thục thứ cây? 15 với 2 là 17 điểm nha các bạn. Đủ ăn nổ mèo rồi. Liệu cái trái này anh Phúc có đánh vào hay không đây? Cảm ơn mày đã tạo cơ hội cho tao nghe vậy đi. Chơi đó chơi. Con cu nu này đánh dở thánh thần luôn á. Tình chứ, tự nhiên cống hiến 10 điểm cho đội khác. Thuộc không? Trời ơi. Thằng ơi nhịn tướng kìa. Lùng cũng là một cái nỗi khổ. Thuộc đi trời. Thuộc đi nha Đen ơi. Đội nào 30 điểm trước đội đó thắng nha. Hiện tại là đội chó chúng ta là 17 điểm và đội mèo là 14 điểm. Kém hơn nghe nu, bây giờ mình 23 điểm rồi. Mình ăn 11 điểm nữa là hơn 30 điểm là mình thắng luôn rồi đó. Sao tao áp lực quá mày ơi. Trời mẹ không dính 11 tiếng mày. Vô trái trắng luôn, trái trắng là trừ 10 điểm là tính ra có lời 1 điểm mà. Thôi kệ, có đỡ hơn không. Trái này không được. Trái này vô, cái nữa là giá điểm giá gì mấy. Rồi lấy vô sao. Wow. Tôi đánh vô số 13 rồi ngáo ơi. Cũng tại mày không nói, hồi nãy mày đánh số 11, cái lọt vô trái trắng bị trừ 10 điểm luôn á. 14 với 13 là 27 điểm nha. Hơn điểm của đội chó luôn rồi. Trái số 5 chỉ mới có 29 điểm chưa đủ điểm. Tao hụt trái số 8, thiếu vô là mình thắng luôn. Yeah. Thank you.
8 với 24 là 32, lố 30 điểm luôn nha mọi người. Đội này thắng. Tốn 2 tiếng đồng hồ mà mới ghi được có 30 điểm. Tụi em là đội chiến thắng nè. Ba đứa này là đội thua nè. Anh nhìn vậy đó chứ nó khó lắm. Anh vô anh thử coi. Nhìn trái 15 nè. 1 trái, trái trắng chạy về dưới. Đó, đá trái 12 vô luôn. Đá trái 12 vô luôn. Đó, bây giờ bắt đầu tới trái bên bển. Đó, nhìn nè. 8 điểm. Wow. Tiếp theo tới trái này vô nè. 2 điểm rồi. Đến giờ trái số 4 nè. Và nếu các bạn yêu thích cái video này đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông. Chúc bạn xem video vui vẻ nha.